Không biết cảm nghĩ là như nào nhưng mà mình muốn nói một câu là mình là con gái. Chào bạn. Đây là vlog đầu tiên của bạn xem rồi. Bạn có cảm nghĩ gì không? Nên thêm đẹp hơn một ngày. Thêm đẹp hơn một ngày. Well, xin chào mọi người. Dòng Phùng Thị Phù Sá, Phó Chủ tịch Tăng Minh Chui, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Rương, Hùng, Yến Chi, Hồng Phương, Bé Long, Ngọc Linh. Lữ anh em Ly, Lữ Trang Ly, Lữ Hà Vi. Đây là chị con bò. Đây là con bò. Quay. Và đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Không bắt được làm chó. Và Phạm Hồng Trần Diệp, người cầm máy. Dạ tôi. Và kia, đây là những con người nhắc nhở đấy. Quầy, xịn vậy ai chơi lại không? Chủ tịch của chúng ta đã mua khoảng 24 cái nhẫn để chia cho anh em. 24 nhẫn là vàng 500 carat. Ô mẹ ơi, chào mọi người đi em. Gai sử. Gai sử. Gai. Gai. Ông ơi, quá đáng kinh. Hai nhé, hai nhé. Yeah, đây, hả? Thân mặt vào, sát vào rồi. Đàn ông trai phải làm đến cho nó. Em buồn bã ai đấy. Ôi, thằng này đánh cầu. Thôi em ơi, được rồi. Bay luôn đi. Từ từ từ.
nhìn đây, phải nhìn đây. Bạn 1, 2, 3. Lại lần nữa nào. Meanwhile. Bên đây thì làm việc. Đến sẽ là nghiêm túc và serious. Còn bên đây như tố hải. Đi. Yeah.